Ngày 2 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Điện Biên phối hợp với tổ công tác 1266 số 4 của công an tỉnh bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 200 viên ma túy tổng hợp và một xe máy. Hồi 15 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, tại bản Nong Luống, xã Nong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Điện Biên phối hợp với tổ công tác 1266 số 4 của công an tỉnh đã phá thành công chuyên án 9200. Bắt giữ đối tượng Lò Văn Oan, sinh năm 1984, trú tại bản Co Luống, xã Nong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp và một số xe máy. Đây là đối tượng đã có một tiền án, bị phạt tù 3 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nhà đối tượng, tổ công tác phát hiện một hầm trú ẩn sâu 2 tầng dưới lòng đất, ngay trong căn nhà cấp 4. Căn hầm được xây dựng kiên cố với 4 phòng nhỏ và 2 phòng vệ sinh. Qua công tác đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận mục đích xây dựng căn hầm trong ngôi nhà để thực hiện hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, công an tỉnh Điện Biên phối hợp bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hồi 13 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022, tại bản Chiêng Dưng, huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà, Lào, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với các phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các tỉnh Điện Biên và Luông Nậm Thà của Lào bắt giữ thành công đối tượng Hà Đức An, tên gọi khác tại Lào là Nào Pó Lọ Chapa, sinh năm 1968, đối tượng có lệnh truy nã từ năm 1998 về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Năm 1994, Hà Đức An sau khi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt 14 năm tù giam về hành vi buôn bán vận chuyển các chất ma túy. Sau 4 năm chấp hành án tại trại tạm giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa, ngày 7 tháng 11 năm 1998, lợi dụng thời gian đi lao động tập trung, An đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong 24 năm qua, An hoàn toàn không liên lạc với người thân và gia đình, liên tục thay đổi chỗ ở, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp để che giấu tung tích, lấy vợ thứ hai là người Lào và đã có 3 con. Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hai nước, chiều nay ngày 5 tháng 1 năm 2022, đối tượng đã được di lý qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang về Việt Nam để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Công an xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cũng phát hiện bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1990, là đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau hơn 2 năm lẩn trốn. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2020, Nguyễn Anh Tuấn đã bỏ trốn đến địa bàn tỉnh Điện Biên và liên tục thay đổi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 4 tháng 1 năm 2022, sau khi xác định chính xác đối tượng, Công an xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo chủ trì bắt giữ thành công Nguyễn Anh Tuấn tại bản Cang, xã Quài Nưa khi đối tượng đang ẩn náu tại đây. Như vậy, trong vòng một tuần lễ từ ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã, trong đó 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã và đang lẩn trốn ở nước ngoài sau hơn 20 năm với nhiều lần thay tên đổi họ và hợp thức hóa danh tính cá nhân bằng hồ sơ do nước bạn cấp. Điều này không chỉ là chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an Điện Biên, mà quan trọng hơn, đó còn là quyết tâm cao nhất buộc các đối tượng phạm tội phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật, trả lại sự công bằng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.